Ngày 19 tháng 5, Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mỏ Cày Nam thụ lý theo thẩm quyền. Theo đó, chiều ngày 16 tháng 5, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo từ Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đang bỏ trốn trên đường từ tỉnh Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh qua tuyến quốc lộ 1. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi nghi phạm vừa vào địa phận thị trấn Bến Lức, lực lượng chốt chặn lập tức khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Tại Công an huyện Bến Lức, đối tượng Hồ Văn Quốc, sinh năm 1992, ngụ huyện Thạnh Phú khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, Quốc lợi dụng sơ hở đã trộm cắp xe máy biển kiểm soát 79N2 cùng vàng và hơn 2.000 đô la Mỹ của chị Trần Thị Phương Dung, tổng trị giá trên 100 triệu đồng, rồi bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19 tháng 5, Điện lực huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang xử lý sự cố khiến hàng ngàn hộ dân ở thị trấn Tân Phú, xã Trà Cổ, Phú Thanh và một phần xã Phú Xuân mất điện. Trước đó hơn 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải chở hàng chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng khi đến gần trụ sở công an huyện Tân Phú đã va chạm với ô tô 7 chỗ rồi tiếp tục lao lên lề đường tông gãy hai trụ điện trung thế khiến hơn 8.600 hộ dân mất điện. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, xe 7 chỗ lật ngang trên đường, tài xế xe tải bị thương. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, ngành chức năng đã khôi phục điện cho hơn 5.000 hộ dân. Tối ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trên còn có bị can Doãn Văn Hưởng, cựu phó bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Ngô Đức Hoàng, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính Cục Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, hiện đang sinh sống tại thành phố Lào Cai. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp thứ 28, ông Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai có trách nhiệm liên quan đến sai phạm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016, vì buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông cáo về kỳ họp thứ 16 diễn ra ngày 18 tháng 5 xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát đối với Ủy ban Nhân dân huyện và Ban chỉ đạo công tác bồi thường di dân, tái định cư dự án thủy điện Đắc Rinh, huyện Sơn Tây. Từ đó dẫn đến Ban chỉ đạo và ông Đinh Cà Đễ, Bí thư Huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo đã chỉ đạo và ký ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, thông báo số 03/TB/BCD ngày 31 tháng 1 năm 2013 có nội dung chỉ đạo trái thẩm quyền, sai quy định pháp luật, vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Sơn Tây khóa 11, nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã báo cáo tình trạng rừng trồng tập trung ở xã Y Nhiên, huyện Đức Cơ bị chết. Qua đó kiến nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm lập đoàn xác định nguyên nhân để có hướng hỗ trợ khắc phục, cũng như xem xét hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân. Qua kiểm tra có hơn 31 hectare rừng keo lai của 18 hộ dân trồng từ năm 2020-2021 bị chết với tỷ lệ 70%. Đến nay, số lượng cây còn sống tiếp tục có dấu hiệu khô héo và có nguy cơ tiếp tục bị tàn rụi, chết dần. Nguyên nhân ban đầu được xác định cây chết, nghi do nấm Ceratocystis gây hại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Dinh, Phùng Văn Cường cho biết, trước khi bị chết, diện tích rừng trên phát triển tốt, cao 2-3 mét, rừng chết khiến người dân không có tiền tái đầu tư trồng rừng. Sáng ngày 19 tháng 5 tại cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, Phú Quốc Express, chính thức đưa vào khai thác một trong ba tàu cao tốc hai thân mang tên Trưng Trắc. Tàu Trưng Trắc được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị 4 động cơ Rolls-Royce, MTU,
nhập khẩu trực tiếp từ Đức, có thể chuyên chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Phan Thiết đến huyện đảo Phú Quý và ngược lại chỉ còn 2 giờ đồng hồ.